Mọi cuộc tranh luận về Messi đã kết thúc. Những so sánh về một Lionel Messi hóa Diego Maradona trong hình hài giận dữ sau trận tứ kết với Hà Lan hóa ra là lầm tưởng. Cuộc chiến ở Lusail hạ màn với nỗi buồn cho Kylian Mbappe và nụ cười trên môi Messi. Trong thời đại người ta quan tâm đến những màn trình diễn theo kiểu siêu anh hùng nhiều hơn lối chơi tập thể trông có vẻ nhàm chán, Argentina và Pháp tạo ra bữa tiệc giải trí đúng nghĩa. Messi, người chơi đồng đội nhất trong số những ngôi sao đương đại, lên đỉnh thế giới sau một cuộc đấu tay đôi theo đúng kiểu siêu anh hùng với Mbappe. Ở nhiều góc sân, các cầu thủ mưu mẹo từ Nam Mỹ chạm trán những ngôi sao giàu thể lực của châu Âu. Mbappe thắng ở khía cạnh tỏa sáng cá nhân, nhưng Leo mới là người đính ngôi sao thứ ba trên ngực áo cho bóng đá Argentina. Tương lai thuộc về Mbappe, và tiền đạo sinh năm 1998 có lẽ sẽ còn chinh phục nhiều kỷ lục khác. Anh thuộc về một thế hệ bóng đá mới, nơi tốc độ và thể lực có vẻ đang thắng thế. Còn Messi, những gì anh làm nhiều nhất sau trận chung kết là nở nụ cười và ôm hôn tất cả. Không còn những giọt nước mắt như ở Maracana, Santiago hay New Jersey nhiều năm về trước, Leo biết mình sẽ kết thúc sự nghiệp theo cách hoàn hảo nhất. Ai vĩ đại hơn Messi? Pele chưa bao giờ thi đấu ở châu Âu. Diego Maradona chưa từng vô địch Champions League, trước đây là European Cup. Johan Cruyff không thể vô địch World Cup. Ronaldo Luis Nazario de Lima chưa từng vô địch Champions League. Cristiano Ronaldo thậm chí chưa bao giờ vào đến một trận chung kết World Cup. Những cái tên kể trên là thần tượng của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá và hay được đem ra so sánh trong các cuộc tranh luận với Messi. Giờ thì mọi cuộc tranh luận có lẽ kết thúc sau khi Messi hoàn tất bộ sưu tập. Những cãi vã về năm quả penalty Argentina được hưởng ở World Cup 2022 sẽ còn tiếp tục. Nhưng khi Messi ghi bàn trong hiệp phụ, Mbappe lập cú hat-trick trong đó có hai bàn từ chấm 11m, Argentina chiến thắng trong loạt luân lưu cân não, mọi cuộc tranh luận về sự xứng đáng của Leo nên kết thúc. Có một cảm giác bất an tồn tại trong đầu những người theo dõi Messi trong gần hai thập niên qua. Đó là khi Mbappe tung cú volley đẹp mắt đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Messi chưa bao giờ giỏi trong việc dẫn dắt đội bóng của mình lội ngược dòng hay bảo toàn lợi thế. Những cơn ác mộng tại Rome, Liverpool hay Madrid trong quá khứ bỗng nhiên hiện về. Argentina đánh mất lợi thế hai bàn dẫn trước sau khi Didier Deschamps tung hết những quân bài tấn công ông có vào sân. Huấn luyện viên người Pháp có lẽ đã học Luis Van Gaal khi hiểu được sự mong manh của hàng phòng ngự Argentina. Đội bóng Nam Mỹ không phải tập thể mạnh nhất World Cup 2022. Họ sống dựa trên hơi thở của Messi. Và khi siêu sao 35 tuổi bị đè nén, mọi thứ trở nên khó khăn. Messi bị Kingsley Coman hất văng trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 2-2 của tuyển Pháp. Ngôi sao của Bayern Munich cùng với ba người đồng đội Randal Kolo Muani, Marcus Thuram và Mbappe tạo ra những giây phút khó khăn thật sự cho hàng thủ Argentina. Họ sở hữu những phẩm chất điển hình của bóng đá ngày nay, đó là tốc độ và sức mạnh. Messi ở tuổi 35 không thể so với các đàn em về những yếu tố đó. Mbappe thậm chí có ít nhất 3 tình huống sọc thẳng vào vùng cấm Argentina và lừa qua vài hậu vệ đối phương. Cú dứt điểm trái phá của anh ở cuối hiệp phụ dẫn đến quả penalty giúp Pháp gỡ hòa 3-3. Tuy nhiên, chỉ một mình Mbappe là không đủ. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Messi có những người đồng đội chiến đấu vì mình. Ngay cả khi người ta tưởng như số phận đã chọn Leo trở thành người định đoạt trận chung kết với pha đá bồi ở hiệp phụ, thực tại trả về một kết quả chính xác nhất. Những so sánh về một Leo hóa Diego trong hình hài giận dữ sau trận tứ kết với Hà Lan hóa ra là lầm tưởng. Messi hòa nhã với người Croatia, lầm lũi trong thời điểm Mbappe liên tiếp sút tung lưới Argentina để gỡ hòa. Mâu thuẫn của Messi. Thủ quân của Argentina dường như không thay đổi nhiều lắm trong tính cách. Anh ôm tất cả thành viên ban huấn luyện Argentina, dành những cử chỉ xúc động cho các nhân viên của Liên đoàn bóng đá Argentina, AFA, sau chiến thắng. Nhiều người trong số họ từng được Messi trả lương trong quá khứ khi AFA gặp khó khăn tài chính. Các đồng đội và thành viên của tuyển Argentina chiến đấu vì Messi trong một giải đấu kỳ lạ của bóng đá thế giới. World Cup được tổ chức giữa mùa đông, tại một quốc gia không có truyền thống bóng đá. Nơi Messi tuyên bố sắp kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của mình. Có quá nhiều sự mâu thuẫn. Một mặt,
Đội bóng của Lionel Scaloni được xây dựng dựa trên tài năng của Leo, nhưng một mặt khác, siêu sao người Argentina cần đến những đồng đội để hoàn tất giấc mơ lớn nhất đời cầu thủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái chân của Emiliano Martinez không thể cản được cú sút của Kolo Muani phút cuối cùng hiệp phụ? Điều gì có thể xảy đến với Argentina khi thủ môn của họ không tiếp tục tỏa sáng ở loạt luân lưu? Messi đã thành công quả sút luân lưu đầu tiên, nhưng Gonzalo Montiel mới là người đá quả quyết định. Argentina cần Messi, và bản thân siêu sao sinh năm 1987 cũng cần những đồng đội của mình. Anh không phải là Maradona, và cũng chưa bao giờ giống cậu bé vàng trong tính cách. Messi là duy nhất trong thế giới bóng đá,